Thật ra thì tại hạ chỉ tiếp xúc được có một ít thôi, còn phải xin tướng quân chỉ giáo nhiều hơn. Ta thường bàn quân sự với các tướng quân trong triều. Dưới mắt của một số tướng quân, họ chỉ có binh lính, trang bị, trận mạc. Khi nói ra thì lý luận tuyệt vời, nhưng khi ứng dụng thì lại lung túng. Tìm hiểu nguyên nhân thì thấy họ chỉ biết có quân sự mà không biết những cái khác. Đối với thiên văn và địa lý, họ khiếm khuyết rất nhiều. Cho nên lão phu gọi họ là dũng sĩ, thực chất là kẻ hữu dũng vô mưu. Như vậy thì làm sao để thoát khỏi dũng đi thành kẻ trí? Cái gọi là kẻ trí không ngoài phạm gì phải nắm được trí thức nhiều mặt. Trên phải hiểu được tinh túy của nho Phật đạo, dưới phải tinh thông âm dương ngũ hành. Bình thường sư gia hay đọc những cuốn sách gì? Cũng không sợ tướng quân chê cười, bình thường tại hạ đọc nhiều loại sách như Hoàng Cực Lý Số, Chu Vị Hào Khảo, Thiên Văn Địa Lý, Thủy Lợi Nông Nghiệp, Y Học Kiến Trúc. À phải rồi, đặc biệt là binh thư, sau khi đọc xong cũng không biết phải vận dụng như thế nào. Hôm nay may mắn gặp được tướng quân, xin tướng quân chỉ giáo thêm. Thật có tính lĩnh ngộ rất cao, thật sự là vượt khỏi tưởng tượng của ta. Người đâu? Ngày mai hai vị phải về rồi, ta gửi lại quyển sách ta viết này cho sư gia để làm kỷ niệm. Nếu như có thể ứng dụng thì chắc chắn sẽ đem lại nhiều lợi ích cho quốc gia. Luyện binh thực ký. Đây là tâm đắc và kinh nghiệm nhiều năm cầm binh. Trong đó nói luyện binh quan trọng nhất là luyện tướng. Gọi là tướng thì phải đầy đủ cả đức, tài, thức, nghệ, tu dưỡng của nhiều phương diện. Phải luyện tập từ thực tiễn thì lúc đó mới trở thành một lương tướng tinh thông thao lược. Có được kinh nghiệm luyện binh quý báu của tướng quân đây, thật là dịp mang cho cuộc đời của tài hạ. Thật là cảm kích không hết. Không có. Sau khi Lý Tỳ Mam và Viên Ngoại về kinh, hiến kế cải cách chế độ quân lính và xếp đặt lại chế độ binh sĩ, 10 kế sách này đều được hoàng thượng phê chuẩn. Đầu tiên, Lý Tỳ Mam thực hành cải cách ruộng đất tại tỉnh Sơn Đông, từ đó bắt đầu thời kỳ chính sách mới trong 10 năm khắp đất nước. Quốc khố của triều đình dần dần được bổ sung. Thích Kế Quan Tướng Quân cũng trên cơ sở của trường thành cũ củng cố và hoàn chỉnh trường thành mới, từ đó xây dựng được một tuyến phòng thủ kiên cố. Nghe nói lần này Viên Tú Tài và Lý Đại Nhân đến biên giới thành tựu rất nhiều. 10 kiến nghị của hai vị trình lên hoàng thượng đều được hoàng thượng chuẩn tấu. Bây giờ cả nước từ trên xuống dưới đều tích cực hưởng ứng, công Viên Tú Tài không thể nào bị quên được. Dạ, đâu có. Tài hạ còn phải tạ ơn lão gia đã giới thiệu tài hạ với Lý Đại Nhân, tài hạ mới có thể đóng góp sức mọn của mình. Không biết lần này đại nhân gọi tài hạ tới đây có việc gì chỉ dạy? Viên Tú Tài cũng biết chiếc cầu gỗ bị trôi mất trong lần lũ lụt trước. Ở đó mà không có chiếc cầu này á, thì đi lại của bá tánh ở trong huyện cực kỳ bất tiện. Cho nên bổn huyện có suy nghĩ là có nên xây dựng lại chiếc cầu đó hay không. Tốt hơn hết là nên xây dựng bằng đá vì nó sẽ chắc chắn hơn cầu gỗ. Hơn nữa cũng không dễ dàng bị nước cuốn trôi. Thì ra là việc này. Đây là việc tốt, tại hạ nguyện hết sức thực hiện. Chỉ có điều cầu đá có vật tư xây dựng mắc hơn cầu gỗ rất nhiều, nhưng lực cũng tốn kém hơn. Không biết đại nhân đã suy xét vấn đề này như thế nào? Vấn đề này ta đã có suy nghĩ rồi. Viên Tú Tài kiến thức khá rộng, cũng có kiến thức về phương diện này. Cho nên mong Viên Tú Tài về nhà vẽ cho ta một sơ đồ thiết kế chiếc cầu và liệt kê vật tư nhân công cần bao nhiêu tiền bạc, nói ra cho ta biết và chúng ta tiếp tục chuẩn bị như thế nào. Vậy được, tại hạ về chuẩn bị ngay. Cha của con thích ăn măng nhất đó, mua nhiều một chút cho cha nha. Mẹ ơi, bên đó có cá, mua cá cho cha ăn đi. Từ khi cha của con gặp Vân Cốc Thiền Sư không còn ăn những thực phẩm tươi sống nữa. Vậy mà con cứ tưởng cha không thích ăn nữa chứ. Cha con nói trời có đức hiếu sanh, con biết câu này có ý nghĩa gì không? Thưa mẹ, con không có biết. Lúc đầu mẹ cũng không có hiểu. Theo cha con nói, tất cả động vật đều yêu quý sinh mạng của mình, đều sợ chết cả. Chúng ta giết chúng để nuôi sống mình thì tâm của chúng ta có được yên không? Ngược lại, nếu người ta giết mình để nuôi sống họ, chúng ta có cam tâm tình nguyện không? Cũng chính vì con người ham muốn ngon miệng, cái lưỡi chẳng qua chỉ có 3 tức, thức ăn qua khỏi cổ họng thì không còn biết mùi vị nữa. Mẹ nói rất có lý.
vì thỏa mãn ba tức lưỡi của mình mà đã giết hại một sinh mệnh. Thật lòng con cũng không đỡ. Con ngoan lắm. Mẹ, có phải mình mua để phóng sanh không? Đúng vậy đó, con ngoan của mẹ. Như vậy thì hôm nay chúng ta mua hết số cá này để đem đi phóng sanh đi. Bên đó có mấy con cá vàng cũng rất dễ thương, chúng ta mua để thả đi hả mẹ? Vấn đề phóng sanh cũng không cần thiết cố ý thực hiện. Con phải xem nó còn sống được không thì mới mua để phóng sanh. Nếu như không sống được nữa thì cũng không cần thiết phải mua. Con xem mấy con cá vàng kìa, nếu chúng ta mua để thả nó vào hồ thì nó đâu thể sống được. Dạ thưa mẹ, con biết. Hôm qua con thả con cát của em gái nhà bên. Em gái vừa khóc vừa trách con, nói rằng con cát đã nuôi nhiều năm lắm rồi, nếu bây giờ thả nó đi nó sẽ chết. Một lát sau con cát lại tự bay về đó mẹ. Con nói đúng lắm. Cho nên phóng sanh cũng phải biết suy nghĩ. Không phải động vật nào cũng có thể phóng sanh đâu. Ví dụ như những con gà, con vịt nuôi ở trong nhà, nếu chúng ta thả chúng ra ngoài bị người khác bắt giết làm thịt thì đúng là điều không tốt rồi. Lần này con hiểu rồi. À, đại ca, cho tôi xem mấy con cá này. Đại ca chọn cho tôi vài con đi. Được. Đây, cái này được không? Được, tôi xem thử. Lấy thêm con này nữa nha. Được. Con này nữa ha. Nhanh lên, có ai không? Có ăn trộm móc túi của mẹ tôi nè. Nhanh lên, có ăn trộm nè. Có ăn trộm móc tiền túi của mẹ con tôi nè. Móc tiền nè. Được rồi, được rồi, chúng tôi không sao đâu. Mọi người thả nó ra đi. Nhỏ này tôi còn nhỏ mà. Hơn nữa tiền của tôi cũng đâu có bị mất đâu. Không có gì đâu. Mọi người giải tán đi. Không có gì đâu mà. Thôi mình về. Thôi về. Đưa lên quan đó. Vậy đó. Cả tù luôn đó. Thôi đi. Con tôi đánh cho một trận chết. Nhỏ nè. Con nhỏ như vậy tại sao phải đi ăn trộm chứ? Có phải đã đói rồi không? Đây nè, cầm một ít tiền mua một ít gì để ăn đi. Mẹ ơi, đó là ăn trộm còn muốn ăn cắp tiền của mẹ nữa. Mẹ thả người đó ra là rộng lượng lắm rồi, sao còn phải đưa tiền cho họ ăn chứ? Thiệu Viên, tuổi của người này cũng không lớn hơn con bao nhiêu, nhưng lại không có cha mẹ, chắc phải chịu khổ nhiều rồi. Có phải vậy không? Đây nè, con cầm lấy ít tiền này để mua gì ăn đi ha? Con cứ cầm lấy. Quần áo của con tại sao mỏng manh như vậy? Con theo ta về nhà để ta cho con vài bộ quần áo ha. Cảm ơn bà. Con không lạnh đâu. Không có gì đâu, con đừng có sợ mà. Tiệm viên nhà ta có một số quần áo con có thể mặc được. Nè, đi đi. Cứ theo tạp về nhà, không có gì đâu, đừng sợ. Đi. Nè, trời ơi. Bốn huyện có thể điều động 500 lạng của ngân khố, còn lại 1.500 lạng có thể giải quyết bằng huy động đóng góp hay không? Được, được lắm. Xây dựng cầu đường vốn là một việc rất có lợi cho cả huyện. Tin rằng ba tánh cũng đồng ý góp tiền góp sức. Điều này đại nhân không cần lo lắng đâu. Tại hạ có thể đích thân ra mặt quyên góp cho vấn đề này. Được, ta chờ đợi tin tốt lành của Tú Tài. Được, đại nhân xem, chiếc cầu này xây từ bên này qua bên này. A Liên. Sao rồi? Ê, đây là con cái nhà ai vậy? Một chút rồi tỷ sẽ nói với Mùi. Tỷ đang tìm quần áo cho nó đi. Quần áo của đứa trẻ này tại sao lại dơ bẩn như vậy chứ? Chỉ là một đứa bé ăn xin thôi, còn muốn ăn cắp tiền của mẹ con nữa. Tự nhiên, đứa trẻ này thật đáng thương, nên tỷ tỷ đem nó về đây để tìm vài bộ đồ cho nó mặc. Lại đây, cởi chiếc áo rách này ra đi, không sao đâu. Nè, không sao đâu mà, xem quần áo của con dơ thế này, mau cởi ra đi. Qua đi. Không, con không cởi đâu. Sao không vậy? Cởi thì thôi, con đừng có thích cho nó mặc quần áo của con. Mẹ, mặc kệ nó đi. Thiệu Viên, con ngoan đi, ra ngoài chơi được không? Ít nói vài câu đi, nghe lời đi mà. Con ngoan lắm. Nè, con nè, thay đồ đi. Con qua đây. Cho con nhìn một chút. Trời, một cô nương mặt mày sáng sủa đẹp gái đó chứ, cũng có trách người ta mắc cỡ, đương nhiên không chịu thay quần áo trước mặt chúng ta rồi. Cái gì? Nó là cô nương à? Đúng vậy, con không phải là con trai.
Linh Nhi muội, muội bằng cách nào nhìn ra vậy? Tỷ tỷ quên rồi sao? Lúc nhỏ muội cũng cải trang thành con trai đó. Còn nó lừa được người khác, làm sao lừa được muội? Tỷ xem, trên tay của nó còn sỏ lỗ tai. Đây là cái chỉ có cô nương mới có thôi. Muội coi đó, tỷ vô tâm như vậy. Con nè, lý do gì mà con phải lưu lạc đến nơi này? Con tên là Châu Châu. Con giống cũng có cha có mẹ. Nhà con là con ở tại Châu Gia Thôn. Nhưng kể từ 2 năm trước, cha con đến kinh thành mua bán không về nhà nữa. Ông nội cứ tưởng là cha con chết rồi, không về nhà nữa. Cảm thấy giữ mẹ con ở nhà không có nuôi nổi, nên đã ép mẹ con cải giá để lấy một mối tiền của người ta. Mẹ con vốn không tin cha con đã bị chết, cho nên nói như thế nào mẹ con cũng không chịu tái giá. Người là ông nội thật là ác ôn. Vậy mẹ con bây giờ đang ở đâu? Mẹ con còn đang phải chịu khổ ở nhà. Có một ông chủ tiền trang nhìn thấy sắc đẹp của mẹ con, muốn gả mẹ con cho một đứa con ngốc nghếch của họ, nhưng người ta nói không cho mang theo con cái. Thì ông nội bà nội đã bắt con lén lút bán cho một phú hộ làm a đầu. Con đã lén lút chạy trốn từ gia đình đó. Bây giờ con muốn nhanh chóng có tiền để đến kinh thành tìm cha của con, như vậy họ mới không ép mẹ con nữa. Con thấy cô Liên mặt mày hiền lành, trong lòng cứ nghĩ ăn cắp một lần này thôi, cho nên con mới... Con biết là con sai rồi. Con biết là con sai rồi. Được rồi, con đừng có khóc nữa mà. Nhưng con phải suy nghĩ, đất trời bao la như vậy, đi đâu mới tìm được cha của con đây? Khó mà tìm được lắm. Con à, con nghèo đói cực khổ hơn cũng không nên làm như vậy mà. Con có biết không? Biết lỗi là tốt rồi. Những ngày nay con đừng đi ra ngoài nữa, cứ ở lại nhà của ta trước đi. Chúng tôi sẽ tìm cách giải cứu mẹ của con. Ở lại đi Châu Châu, ta ở ngoài đường nghe hết rồi. Đệ không nên nói với tỷ như vậy, tỷ có trách đệ không? Các vị đều là người tốt mà. Cảm ơn đại ân đại đức. Đứng lên, con thay quần áo trước đi. Được rồi, không sao đâu. Thiền Viên, con đi ra ngoài đi. Nè, cởi đồ ra đi. Việc này không dễ gì lo được đâu. Chứ dù tìm được nhà của nó, chúng ta có nói thì người ta có tin hay không? Hơn nữa, nếu thật sự cha của nó đã chết rồi thì sao? Thì cứ coi như cha của nó đã chết ở ngoài đi. Mẹ của nó cũng không thể gả cho thằng ngốc nghếch con ông chủ tiền trang. Tôi còn nghĩ coi, nếu mẹ của nó gả qua đó rồi thì Châu Châu càng khó sống nổi trong nhà đó nữa. Nó là một đứa bé gái, sớm muộn cũng bị ông nội bà nội của nó bán mất thôi. Huynh biết, cho nên tục ngữ thường nói thanh quan có phân xử việc nhà. Chúng ta làm sao mà lo nổi việc nhà của người khác, càng không thể lo nổi mẹ nó có tái giá hay không. Hơn nữa một cũng biết, 2 ngày nay huynh đang bận rộn quyên góp tiền bạc để xây cầu. Chờ khi góp đủ tiền bạc, chiếc cầu đó xây dựng xong sẽ tạo phước thuận tiện đi lại cho muôn dân. Trên sổ công quá cách của huynh để được ghi thêm một vòng tròn nữa. Việc của Châu Châu, chờ huynh lo xong việc này rồi mới bàn tiếp đi. Hôm nay muội cứu nó, tức là đã làm một việc thiện rồi, cũng coi như giúp đỡ cho nó rất nhiều. Tứ công, tiếp nhận thấy tứ công từ kinh thành trở về, trong đầu đều nghĩ đến việc lớn. Tiếp hiểu câu cửa quan dễ tích đức, đó là việc lớn. Những việc mà tướng công làm cho bá tánh cũng đều là việc lớn cả, nhưng cũng không thể không lo cho những việc nhỏ chứ. Trời, không phải là huynh không lo những việc nhỏ, nhưng thực sự việc này không phải dễ. Nè, hay là muội thương lượng với đạo cặp coi sao, có thể huynh ấy có cách. Huynh thực sự quá mệt mỏi, sáng sớm ngày mai huynh còn phải lo 500 lượng, không biết lấy ở đâu ra nữa. Ôi, huynh mệt mỏi quá, huynh muốn ngủ trước đây, ngày mai mới bàn tiếp nha. Thank you.
phu quân. Bây giờ phu quân đang ở đâu? Công công và bà đang ép Thiếp tái giá. Thiếp có buồn đâu. Bây giờ họ giấu Thiếp bằng mất con gái rồi. Nếu những thứ không có về, Thiếp cũng không còn mặt mũi để mà gặp Tư Công. Hai ngày nữa bắt nó lấy chồng nhưng chẳng để phải nuôi nó suốt đời. Nếu lỡ ngày nào con nó quay về đây thì nói với nó làm sao chứ? Đừng có nằm mơ nữa, không có về nữa đâu. Nếu như nó đã đẻ đứa con trai ra thì cũng được, lại đẻ ra đứa A Đầu cũng không thể gọi là người của Châu gia ta. Vậy thì ông quyết định đi. Còn ba ngày nữa sẽ là ngày trăng tròn rồi, cũng là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta. Nếu như Tư Công thực sự đã chết thì để Thiếp xuống âm phủ sống chung với Tư Công. Việc của Châu Châu Linh Nhi đã nói với huynh rồi, Di Hoàng nói thế nào? Tướng quân, gần đây tướng quân bận việc quyên góp xây cầu cho nên. Huynh ấy à, từ khi gặp Văn Cốc Thiền Sư đúng là tính tình đã thay đổi hẳn rồi. Việc này thật không dễ dàng. Nhưng mà từ khi huynh ấy đi theo Lý Đại Nhân đến kinh thành, thấy cảnh đời ở phố thị, sau đó được ủng hộ của nội các, làm được vài việc lớn thì lại có phần tỏ ra ta đi giỏi giang. Huynh ấy với một lòng muốn mình nổi bật hơn người, huống hồ bây giờ huynh ấy đã không như trước đây nữa. Sau khi đến kinh thành gặp được Thủ phủ đại nhân và từng đặt chân đến quan ngoại, được nhiều nhân sĩ tri thức khẳng định tài cán, cho nên bây giờ huynh ấy chắc chắn là nghênh ngang đắc chí hơn, muốn thông qua sửa lỗi hình thiện để đạt lý tưởng của lòng mình. Theo muội á, sau khi huynh ấy có được những thành tích không nhỏ, huynh ấy đã cố gắng làm việc lớn, khó tránh khỏi gì đây là việc nhỏ cho nên không muốn làm. Muội thấy việc này ta không thể trông mong gì được huynh ấy đâu, chúng ta phải tự mình nghĩ cách thôi. Huynh thấy việc này không khó như huynh ấy nói đâu. Chẳng lẽ huynh đã nghĩ ra cách rồi sao? Đừng có chơi trò ấp úng nữa mà. Huynh dự tính sẽ làm như vậy? Sau khi xây xong cầu này, không những bá tánh đi lại thuận tiện, đối với việc mua bán ở hai bên bờ cũng có một tác dụng rất lớn, thật sự là tuyệt vời. Nhưng bây giờ dựa vào sự đóng góp trong huyện chỉ góp được có 1.000 lượng thôi, còn thiếu tới 500 lượng nữa. Ê, không biết phải làm sao đây. Đây thật sự là một vấn đề nan giải. Tôi cũng đã tìm đến những phú hộ trong huyện, chỉ có vài nhà đồng ý bỏ tiền ra, còn một số người khác đều không muốn đóng góp. Bẩm lão gia, Diệp cử nhân đến. Đầu cập, huynh tới đúng lúc lắm. Chúng ta đang lo gì tiền bạc xây dựng chiếc cầu của huyện đây nè, phải làm sao đây? Lão gia, tháng trước tôi làm thư ký cho huyện một tháng, lương bổng nên lấy bao nhiêu? Chắc phải có 10 lạng bạc. Nếu cần dùng ngay bây giờ có thể chi được không? Đương nhiên là được rồi. Cử nhân làm văn thư tốt như vậy, số tiền này cử nhân nên lấy, xin đến nhận nơi thủ quỹ. Vậy xin cảm ơn lão gia. Đầu cập à, chúng tôi đang nói tới việc thiếu tiền xây cầu, vậy đệ có thể đóng góp bổng lộc của mình ra không? Thật là ấy nấy và nói điều này với đệ. Ê Di huynh, huynh hiểu lầm rồi. Việc sửa cầu đệ ủng hộ mà, nhưng bổng lộc của đệ cũng đâu có đủ. Hơn nữa đệ đang có việc cần dùng. Xin lỗi nha, đệ phải về. Đầu cập, bằng hơn nửa ngày vẫn tiếp tục phải rầu rĩ cho việc sửa cầu, vậy mà cử nhân này chỉ lo nhận bổng lộc của mình. Hay thiệt. Vì đại huynh à, làm phiền đại huynh cho hỏi đến nhà chú Lão Cân phải đi thế nào. Chú Lão Cân hả? Huynh đi về hướng bắc á, nhà mới dễ tìm lắm. Trước nhà mới có một cái giếng á. Cho hỏi chú Lão Cân có nhà không? Tôi đây. Ông tìm tôi hả? Ông đang bận à? Đúng vậy.
có phải ông có đứa con tên là Chu Kim Phát không? Đúng rồi, đúng vậy ạ. Còn sống ta là người của Chu gia, chết cũng là ma của Chu gia. Thiếp không bao giờ gả đến nhà họ khác. Từ công yên tâm, nên đứa con chưa có chết thì cũng đừng trách thiếp. Khi về thì đứa con đừng quên thắp một nén nhang trước mộ thiếp. Ông có quen biết con tôi không? Ông có tin tức của nó không? Nó còn sống không? Còn sống. Quỳnh nãy nhờ tôi gửi về nhà 10 lạng bạc. Ông bà xem, còn có lá thư nữa. Trời ơi, trời ơi, ông trời ơi, Bồ Tát phù hộ, người có mắt, con trai tôi còn sống, còn sống mà. Mời, xin mời vào trong. Nhanh lên. Khoan đã. Lão già, chúng tôi không có biết chữ, ông đọc giúp lá thư này đi. Vậy à? Vậy thì tôi đọc cho hai bác nghe. Ừ. Thưa phụ mẫu đại nhân, con ra ngoài mua bán đã được 2 năm, vì lâm bệnh chưa thể gửi được tin tức về nhà. Cảm ơn trời đất, tôi phải nhanh chóng nói với con dâu của tôi. Khoan đã bà, khoan. Không ngờ nó ra đi thời gian dài vậy, chỉ viết được con lá thư như vậy. Mình không biết chữ nghĩa, không biết có bị làm giả không. Đúng rồi. Xin hỏi quý tánh của ngài. Tôi là cử nhân của huyện này, tôi họ Diệp. Trời ơi, cái ông lão này, cho dù lá thư này là giả thì cái thỏi bạc này có giả được đâu chứ. Hơn đến lời nói của cử nhân lão gia này cũng đâu cần phải nói dối chúng ta. Lão già này, ông thật là hồ đồ quá. Ông lẫn rồi chắc. Thì phải vậy thôi. Kinh thành lớn như vậy cũng có người viết thư giùm mà. Văn chương rất bóng bẩy, chắc không làm đâu. Thì ra là như vậy. Con trai còn sống, thế vậy là ta yên tâm. Cho nói về ta có thể ấm cháo rồi. Thôi bà nhanh chóng vào trong cho con dâu biết. Thôi nhanh lên, nhanh được lên rồi, đi. Tôi nói đây. Dạ. Mẹ chồng chồng. Trời ơi. Trời ơi, đừng lo lắng, ẩn vào nhân trung. Đều là lỗi của ta, ta bị tiền bạc làm mê hoặc tâm ta rồi. Tôi cái gì cũng đừng nói, Kim Phát vẫn còn sống, con không thể chết được. Con không thể chết. Được sao? Thật mà. Tôi cùng còn sống hả? Còn sống mà. Con không thể chết được, để tại ta nhất thời hồ đồ. Cảm ơn. Nếu không có lá thư này thì chỉ một bước là chúng tôi đã phạm một lỗi lầm lớn rồi. Bồ Tát thương xót con, là Bồ Tát đã cứu con. Thật tội lỗi, tội lỗi mà. Trời ơi, con gái của tôi, bây giờ con đang ở đâu? Ở đâu vậy? Thật hả? Mẹ thật sự đón con về hả? Vậy chú có nói mẹ con là con đang ở đây không? Đừng vội. Để chú kể từ từ cho con nghe. Mẹ của con có thể yên tâm chờ đợi cha con quay về, không nghĩ tới tự tử nữa, cũng không tái giá qua nhà Tiền Trang. Còn tung tích của con, chú chưa nói cho họ biết. Chú muốn dạy cho ông nội của con một bài học, để ông ấy biết lỗi lầm của mình. Cứ để cho ông nội lo lắng trước đã. Tí có ở nhà Tiền Trang không? Đứa con này thiệt là. Thế nào là có tin tức gì không vậy? Người ta nói ngay hôm đó đứa bé đã ăn cắp quần áo của người làm và trốn ra ngoài rồi. Người ta đang tìm ta để đòi người đây. Không còn cách nào khác, ta mới đền cho người ta những 10 lạng bạc. Ôi, đúng là quả báo mà. Đúng là quả báo mà. Ông lão à. Liên Thẩm Thẩm, thật tình con phải cảm ơn Thẩm Thẩm. Nếu không có Thẩm Thẩm thì con... Con không cần phải cảm ơn đâu. Cũng từ cảnh ngộ của con và mẹ con, Thẩm Thẩm nghĩ đến chính bản thân mình. Nghĩ đến bản thân Thẩm Thẩm? Liên Thẩm Thẩm của con
cũng chỉ một bước nữa là đi trái với nguyện vọng của mình, gả vào nhà của viên ngoại. Cuối cùng cũng do đồng tâm hiệp lực mọi người giúp đỡ cho Liên Thẩm. Đúng vậy. Hơn nữa cho đến nay Thẩm Thẩm vẫn chưa có con. Thiệu Giang chẳng phải là đây là con đưa của mẹ, đây mới là mẹ ruột của đệ nè. Vậy thì đệ hạnh phúc quá, có đến hai người mẹ thương đệ, không như tỷ một chút xíu nữa là không gặp được mẹ của mình rồi. Lại đây, không như vậy đâu. Châu Châu và mẹ của con sẽ gặp mặt lại ngay thôi mà. Đại nhân, xin hỏi ngài tìm ai? Nương tử, nương tử không nhận ra ta sao? Ta là tướng công của nương tử đây. Tướng công, tướng công đã về rồi. Tướng công về rồi, tướng công của con đã về rồi. Kim Phát, con về rồi sao? Đâu đâu, thưa mẹ, để mẹ con gặp về con. Trời, con đứng dậy đi, mẹ nhìn kỹ con một chút. Con thật sự là con rồi. Đúng là con mà. Tướng công, Châu Nhi của ta đâu? Châu Châu. Châu Châu đâu? Vẫn chưa tìm được Châu Châu. Cái gì? Thưa cha, con về rồi. Vừa rồi cha nói chưa tìm thấy Châu Châu hả? Vậy là sao vậy? Ông ấy đã bán Châu Châu cho người ta rồi. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Cha, cha, cha. Tương công đừng trách cha. Hai ngày nay cha luôn ra ngoài tìm Châu Châu, cha cũng rất hối hận. Thiệp tình Châu Châu sẽ về với mình thôi. Điều này cũng phải cảm ơn Diệp Cử Nhân, Diệp lão gia, một người thật tốt. Diệp Cử Nhân? Nếu không phải Diệp lão gia kịp thời mang tư đến đây thì e rằng thiếp không có ở đây nữa. Nói đúng rồi. Diệp Cử Nhân mà nương tử nói là ai vậy? Các người làm cho ta thấy rối quá đi. Tương công, không phải con nhờ Diệp Cử Nhân gửi 10 lạng bạc dặn lá thư về nhà sao con? Đúng, đúng vậy. Hả? Đâu có việc đó. Cha, thời gian đầu khi con rời khỏi nhà, con từng âm thầm thề rằng nếu không phát tài thì không quay về. Cho nên đã làm ăn mua bán giải dốc ở miền Bắc đó. Con, chỉ 2 năm con đã phát tài rồi sao chứ? Con phải đã làm giàu bằng cách trái với lương tâm của mình không? Mẹ à, mẹ yên tâm đi, con không làm gì đâu. Con đã gặp một ông chủ là người tốt bụng. Thời gian đầu á, con giúp việc mua bán tại tiệm giải của ông ấy. Ông ấy nói cho con biết, bây giờ rất nhiều con buôn hay buôn gian bán lận, họ kiếm tiền bằng cách gian dối. Làm ăn như vậy á, không thể lâu dài được. Chỉ khi nào biết quan tâm lợi ích cho mọi người, công bằng hợp lý, có tình có nghĩa, mọi người mới vui vẻ mua bán mới phát đạt được. Sau này mua bán của ông ấy càng ngày càng phát triển, đã mở thêm rất nhiều chi nhánh. Cho nên ông ấy đã giao cho con giúp ông ấy quản lý một chi nhánh đó. Vậy. Vì vậy con đã có ngày vinh quang như là ngày hôm nay vậy. Thì ra là vậy. Tốt quá đi. Chà, con đã trưởng thành rồi. Hiểu lý lẽ hơn lão già này nhiều. Con xem nè. Đây là lá thư con gửi về nhà. Về đến nhà, Diệp Thúc Thúc sẽ kể cho họ biết về tình hình cụ thể của con. Nếu họ vẫn tiếp tục đuổi con ra ngoài thì con sẽ về đây với chúng tôi. Thẩm Thẩm sẽ giúp con hả? Liên Thẩm Thẩm, con thật sự không nỡ rời xa Thẩm Thẩm. Cả gia đình đều rất tốt với con. Đừng có quên, bất cứ lúc nào con cũng có thể đến đây. Châu Châu, Châu Châu, Châu Châu. Cha, có thật là cha không? Châu Châu, cha. Châu Châu, Châu Châu, cha. Châu Châu. Ngoan, con ngoan đi. Cha, cảm ơn. Ngài chính là Diệp Cử Nhân phải không? Đúng vậy. Ông cả. Rồi mà. Tôi nghĩ em cũng đã biết hết rồi. Là chúng tôi đã giữ Châu Châu ở lại. Chân thành cảm ơn ngài. Cảm tạ lão gia. Đừng làm vậy mà, đứng dậy đi. Cảm tạ. Các vị không cần cảm ơn tôi. Cả gia đình có thể đoàn tụ mới là điều mọi người chúng tôi quan tâm nhất. Thật mà. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn mọi người. Không cần ghi tên lại ha. Không cần ghi tên đâu. Cái này của Huynh phải không? Đúng rồi. Mình về đi ha. Cảm ơn, cảm ơn. Xong rồi.
Cảm ơn, đây là vì tạ phước cho ba tánh. Con rằng mọi người đóng góp nhiều hơn, giúp đỡ nhiều hơn. Dương Quang, Đào Cầm, bây giờ còn thiếu khoảng 300 lạng bạc, để nó phải làm sao đây? Thì để tới đưa tiền cho Quân đây. Còn 300 lạng này á, để tôi đóng góp cho. Đây là tờ ngân phiếu 300 lạng đây. Đi, đi, đi là việc như thế nào vậy? Việc này hả? Nó ra dài lắm. Nhưng có điều người mà Quân nên cảm ơn nhiều nhất chính là A Liên, phu nhân của Quân đó. A Liên? Đúng vậy. Cảm ơn. Đi. Cảm ơn. Ăn từ từ nha. Dạ cảm ơn ạ. Cảm ơn. Được rồi. Cảm ơn. Cẩn thận. Liên đại đại. Liên lão đại, lâu lắm không gặp rồi, ông đi đâu vậy? Tôi ở trong chùa Phổ Đà Sơn để cầu Phật cho Liên đại đại. Cầu Phật giùm tôi. Bà xem pho tượng Bồ Tát nè, tôi đến chùa thỉnh cho bà pho tượng Quan Âm này. Phương trượng nói tượng này rất linh, cho nên là tôi đem pho tượng này đến cho bà. Bồ Tát phù hộ cho bà, chúc Liên đại đại trường thọ trăm tuổi. Tôi giao cho bà. Bồ Tát sẽ phù hộ Bồ cho Tát bà sẽ phù hộ cho bà, trường thọ sống thọ. Bồ Tát sẽ phù hộ cho bà. Đúng rồi, ông còn chưa ăn cơm mà phải không? Tôi xin trả lời, lão cai bàn tôi sau khi tỉnh được Bồ Tát không dám dừng lại, nên bụng đang trống. Cháu cũng chi hết rồi. Thiệp Viên à, con nhanh chóng mang về cái bánh bao ra đi. Hay là mời ông vào trong nhà dùng nha, được không? Không, làm như vậy làm khó lão cai bàn ta. Ta quen ăn đứng rồi, như vậy có thể ăn được nhiều hơn. Đây nè, chị nhau ăn đi. Đây trời ơi, nước đúng là tốt bụng. Mọi người thì có đều có cho bác Liên này tốt bụng nha. Cho thuốc nè. Ăn đi, ngon quá. Cảm ơn nhiều nghe. Ngon thiệt á. Cô thuốc nữa nè. Cô về đây từ lúc nào vậy? A Liên, những việc mà muội làm huynh đã biết hết rồi. Không ngờ rằng muội đã âm thầm làm giúp huynh nhiều việc như vậy. Tướng công, những gì tiếp làm so với những việc mà tướng công đã làm thật sự không thể nào sánh được. Tiếp chỉ làm một số việc kết duyên bình thường thôi mà. Muội tuyệt đối đừng nói vậy. Đến ngày hôm nay huynh mới cảm nhận được một cách sâu sắc việc huynh làm còn không đủ. Từ khi huynh gặp Nhân Cốc Thiền Sư phát nguyện thực hiện 3.000 việc thiện, số mệnh của huynh thực sự có một sự biến chuyển rất lớn. Ví dụ như kỳ thi cử vừa qua, đầu hàng 3 cử nhân theo bói toán thành trúng tuyển hạng nhất. Từ đó về sau, huynh tin tưởng sâu sắc hành thiện tu phước này có một sức mạnh to lớn như thế nào. Sau này khi huynh làm việc, huynh thấy ngày một tinh tấn. Đặc biệt khi cùng Lý Đại Nhân đi một lần phương Bắc trở về, huynh càng hiểu được rõ ràng lý lẽ công môn hảo tích phước này. Nên huynh đã chú trọng đến vấn đề làm việc lớn, cố chấp làm việc thiện lớn, mà không lo liệu những sự việc nhỏ nhặt kế bên mình. Tuy rằng sửa lỗi hành thiện bao nhiêu năm, nhưng đến hôm nay huynh mới đột nhiên phát hiện trong người huynh vẫn còn tồn tại nhiều tập khí xấu ác. Trong tâm của huynh vẫn còn nhiều tạp niệm và tính ích kỷ. Tương công, hôm nay có thể quỳ trước mặt Bồ Tát chân thành sám hối. Bồ Tát nhất định không so đo lỗi lầm trước và tha lỗi cho tướng công. Viên Hoàng con xin quỳ trước Bồ Tát phát nguyện tiếp tục thực hiện 3.000 việc thiện, cầu xin thành tâm hướng thiện, thật lòng sám hối.
A Liên sẽ ở kế bên yểm trợ, giúp cho tướng quân hoàn thành 3.000 việc thiện đi. Đào Cập huynh, trời tối rồi, huynh đi nghỉ sớm đi. Ê, vài ngày nữa huynh phải tham gia thi hội của lễ bộ rồi, thời gian gấp rút quá, muội để cho huynh đọc thêm một chút nữa nha. Vậy thì huynh đọc đi, muội ngồi kế bên với huynh. Hey, không được, muội vào trong nghỉ trước đi, hơn nữa muội đã có mang rồi, phải chú ý sức khỏe của mình chứ. Làm gì mà nhanh như vậy? Phải rồi, việc muội có mang A Liên và Viên Hoàng biết chưa? Muội vẫn chưa dám nói, muội sợ Liên tỷ biết, trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Nhưng mà việc như vậy cũng không thể giấu được đâu, sớm muộn gì cũng biết thôi. Nếu như Liên tỷ tỷ cũng có được một đứa con, chờ khi các con đều lớn lên giống như chúng ta năm xưa làm bạn có tình có nghĩa, vậy thì hay biết mấy. Muội lại nghĩ lung tung rồi. Đã là người có tuổi rồi cũng khó sinh đẻ. Được rồi, vào trong nghỉ đi. Muội ở kế bên Quỳnh làm sao Quỳnh có tâm trí học chứ. Được rồi, vào trong đi. Muội phải cẩn thận hơn nha. Không có gì đâu mà. Nhanh lên, nhanh lên nha. Nhanh lên, nhanh lên. Mua đây, mua đây. Dạ, cảm ơn thầy. Làm ơn. Làm ơn, làm ơn. Để thấy tình hình có phần không ổn. Theo như huynh thấy thì ở trong kinh thành này hình như lại xảy ra việc gì rồi. Chiến Quang, Chiếp Đạo Cấp. Hai người không nhận ra ta sao? Ta là Phùng Khai Chi đây. Hả? Ây da, là Phùng Hiền Đệ à? Đã nhiều năm không gặp, Hiền Đệ mặc áo quan phục, làm sao huynh dám nhận chứ? Khai Chi, đúng là ta hư gặp Cố Tri. Hôm nay chúng ta phải uống mừng đoàn tụ. Đúng vậy, hôm nay tôi sẽ mời hai vị. Để đây, tránh ra. Nhìn lên, tránh ra, tránh ra. Thì nhanh lên. Làm gì chậm quá vậy? Chậm quá vậy. Thì đi, đánh lên đi. Nhanh lên. Nhanh lên, đi. Thì nhanh lên. Đi. Thì đi, nhanh lên. Dương Quỳnh à, chia tay mười mấy năm rồi, hôm nay mới gặp lại, sắc mặt của huynh tốt hơn trước nhiều. Vậy sao? Từ khi huynh rời khỏi quốc tử giám, đệ rất là lo cho huynh. Đúng vậy. Ê Khai Chi, xem ra dáng vẻ của đệ chắc chắn đã làm quan lớn rồi, phải không? Diệp huynh lại chê cười đệ rồi. Đệ thi đậu tiến sĩ vào năm thứ năm vạn lịch, bây giờ thì làm biên tập quan tứ phẩm tại Hàng Lâm Viện. Đúng đúng đúng, huynh biết năm đó đệ đã trúng tuyển hạng nhất. Thật ra huynh đã nhìn thấy trước rồi, đệ phải có ngày thành đạt như ngày hôm nay quả nhiên không ngoài dự tính. Huynh đâu phải là người bói toán, cũng không biết pháp thuật, làm sao mà biết? Không phải huynh biết pháp thuật, chỉ cần dùng tâm quan sát cử chỉ lời nói của một người thì có thể nhìn thấy. Một người trong lòng khoan dung thành thật thì thể hiện ở bên ngoài, chắc chắn rất trầm tĩnh. Một người có phước báo hay không cần phải xem việc làm bình thường của họ cộng với người xử thế thành thật chân từ, cũng thể hiện trên nét mặt và lời nói của người đó. Đây đều là kinh nghiệm tích lũy của thánh nhân tiền hiền trước đây, rất là chi lý đó. Đâu có đâu có, huynh thật là có kiến thức. Đúng là người xưa nói, người làm thiện phúc chưa đến nhưng tai họa đã rời xa, người làm ác tuy họa chưa đến nhưng phúc đã đi rồi. Đúng vậy, đúng vậy, nói đúng lắm. Đúng vậy, nếu như người đời đều hiểu được lý lẽ này, người người hướng thiện, không tham niệm, không vọng niệm thì tốt biết mấy. Lần này hai huynh đến kinh thành vì việc gì? Chúng tôi đến để tham gia kỳ thi hội của lễ bộ, nếu như thi đậu thì có tư cách tham gia thi điện rồi, đi tìm lấy quan chức cao hơn. Hay đó, hay đó. Đến lúc đó ba huynh đệ chúng ta có thể cùng nhau gây dựng sự nghiệp lớn rồi. Đúng vậy. Nè, chúng ta hãy uống đi. Nè, uống đi. Xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi, thành thật xin lỗi.
Huynh đã cai rượu rồi hả? Cái món rượu này làm cho trí tuệ hôn mê, làm việc dễ nhầm lẫn. Huynh nghĩ không uống thì tốt hơn đó. Không uống không uống đâu. Vậy cũng tốt. Tiểu nhị, dạ, cho trà đi. Dạ, Huynh dùng trà thay rượu, kính hai vị một chung trước. Lại cạn à? Đây. Cạn. Mời. Xin mời. Cạn. Mời. Ê, phải rồi. Lúc chúng ta vào thành nhìn thấy các binh sĩ đang áp giải nhiều người, xảy ra chuyện gì vậy? Hey, đều là nhân dân trốn nạn đi ăn xin cả. Vài hôm trước nhân dân chạy nạn đã gây nên bạo động, người cầm đầu cũng đã bị bắt nhốt rồi. Nghe nói hoàng thượng vô cùng tức giận, đòi trừng phạt không tha. Hai huynh cũng thấy rồi đó, đều là bị trục xuất cả mà. Chính sách mới của thủ phủ không phải thực hiện có hiệu quả tốt hay sao? Sao còn gây ra việc nghiêm trọng vậy? Nhưng mà hai huynh còn điều chưa biết hết. Thật ra số bá tánh này cũng không phải cố ý chống đối quan phủ, mà là do họ thực sự không đóng nổi xu thuế nặng nề. Xung quanh kinh thành, những năm nay khí hậu lại thay đổi thất thường, không có hạn hán thì lũ lụt, nông sản thất thu. Nhưng quan phủ lại mặc kệ tình hình thiên tai, vẫn sử dụng biện pháp mạnh. Nhà nông vốn không thu hoạch được lương thực, chỉ còn cách bán con bán cái, đến tha hương cầu thực ăn xin sống qua ngày. Những nạn dân này theo đường chạy về hướng Bắc, tố khổ lẫn nhau vẫn là chuyện bình thường. Nhưng tức tối không thể nào trút ra hết được. Sau khi bị vài người to gan khuấy động, mọi người kéo nhau về kinh thành quấy rối, thực ra thì họ vẫn muốn tìm một con đường sống thôi. Huynh hiểu rồi. Thật ra triều đình trưng thu thuế má không phải là sai, nhưng khi gặp phải thiên tai thì cũng nên thích đáng giảm miễn một phần. Hơn nữa chứ hoàng thượng không biết, thì những quan địa phương cũng phải có trách nhiệm báo lại với hoàng thượng sự việc này chứ.